Gần đây, anh chàng Corey Bennett, 24 tuổi, đến từ bang Indiana của Mỹ, bỗng trở nên nổi tiếng trên TikTok nhờ video cực kỳ viral của mình. Trong video, Corey có thể vỗ hai vai của mình vào nhau, một khả năng chắc chắn người thường không bao giờ làm được. Ban đầu, nhiều người xem suy đoán rằng đây chỉ là một clip chỉnh sửa hay do anh chàng là dân tập múa, dân thể thao lâu năm nên luyện được khung xương linh hoạt. Tuy nhiên, theo lời giải thích của Corey thì anh bị mắc một chứng bệnh rất hiếm gặp gọi là chứng loạn sản xương đòn sọ. Và trước khi vào phần xem clip, các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh thứ hai được đặt ở dưới phần mô tả để ủng hộ cho tụi mình nhé. Có lẽ cuộc sống sẽ vô cùng nhàm chán nếu như mọi thứ đều diễn ra bình thường và lặp đi lặp lại. Nhờ sự kỳ diệu của tạo hóa và may mắn, cũng đã có rất nhiều hiện tượng vô cùng kỳ thú đã xảy ra. Hôm nay, hãy cùng chúng tôi theo dõi những khoảnh khắc độc lạ có 102 đã từng diễn ra trong cuộc sống thường ngày nhé. Vào năm 2019, một cơn bão lớn đã đổ bộ vào bang Louisiana, miền nam nước Mỹ. Khu vực này đã phải hứng chịu rất nhiều trận mưa lớn và gây ngập úng ở nhiều nơi. Đoạn video dưới đây ghi lại hình ảnh một hố sụt khổng lồ đang nuốt chửng hàng loạt cây cối cao tới gần 40 feet. Chính lượng mưa quá lớn đã khiến cho nền địa chất ở đây bị biến dạng và xảy ra những hiện tượng sụt lún đáng kinh ngạc như thế này. Nếu không nhìn thấy người nghệ nhân đang đục đẽo, chắc hẳn tất cả mọi người đều nghĩ đây là một chiếc gối bông thật sự. Thế nhưng sự thật không phải là lúc nào cũng là thứ mà bạn nhìn thấy. Chiếc gối đó chính là một khối đá cẩm thạch màu trắng. Dưới sự khéo léo của nghệ nhân này, khối đá đã trở thành một chiếc gối với hình dạng và hình khối có thể nói là giống đến 99%. Cơ trưởng của chuyến bay chắc chắn nên được tăng lương sau tình huống xử lý sự cố vô cùng xuất sắc này. Cụ thể, trong khi chuẩn bị hạ cánh, chiếc máy bay này đã gặp phải một cơn bão với sức gió rất lớn. Những cơn gió thổi mạnh tới nỗi, chiếc máy bay to lớn cũng không thể nào giữ được thăng bằng trên không. Trong tình cảnh ngặt nghèo như vậy, cơ trưởng của chuyến bay này vẫn giúp chiếc phi cơ khổng lồ hạ cánh một cách an toàn và không gặp phải bất kỳ hư hại gì. Cần phải là người có hiểu biết về bộ môn bia, mọi người chắc chắn sẽ phải trầm trồ khi theo dõi tình huống thi đấu vô cùng ảo diệu này. Chỉ với một đường cờ duy nhất, vận động viên này đã khiến cho tất cả các bóng trên bàn chui xuống lỗ một cách không thể tin nổi. Đương nhiên, đây là một pha ghi điểm hợp lệ
khi mà bóng cái vẫn còn trên bàn. Không quá lời khi nói rằng đây chính là đường cơ ảo diệu nhất trong lịch sử bia thế giới. Đã bao giờ bạn tò mò, rốt cuộc trong những đoạn dây điện sẽ chứa những gì và hình hài của điện sẽ ra sao chưa? Quả thật chúng ta không thể tưởng tượng ra nó, cho đến khi theo dõi video này. Công nhân này đang tiến hành sửa chữa đường dây điện và chiếc camera đã ghi lại được hình ảnh của một tia sét sau khi anh ta rút hai đầu dây điện cao thế ra ngoài. Quả thật, những tia điện đó giống như tia sét của thần sớm Thor hay The Flash mà chúng ta vẫn thường thấy trong những bộ phim siêu anh hùng. Những cơn mưa chính là hiện tượng thời tiết vô cùng bình thường và được xem như là nguồn cung cấp nước ngọt quý giá ở nhiều khu vực. Thế nhưng nếu như một cơn mưa đá xảy đến, thì nó quả thực sẽ mang lại rất nhiều nguy hiểm cho con người. Trên một bãi biển tại Liên bang Nga, một cơn mưa đã bất ngờ ập đến khi mà rất đông du khách vẫn đang thoải mái vui chơi. Ngay lập tức, bãi biển đông nghịt người trở nên không còn một ai trước sự tàn phá của cơn mưa đá cực lớn này. Neymar đã từng bị lên án rất gay gắt và bị đem ra chế giễu sau pha ăn vạ có phần quá lố tại World Cup 2018. Thế nhưng nếu so với tình huống này thì pha bóng của tiền đạo người Brazil không là gì. Sau khi tự vấp bóng, cầu thủ này đã lăn lộn nhiều vòng trên sân dù cho không va chạm với bất kỳ ai. Anh chàng thậm chí giãy đành đạch trên mặt cỏ như chú cá vừa mới bị mắc cạn. Một hình ảnh có thể nói là rất phản cảm và phi thể thao. Cá voi Beluga, hay còn gọi là cá voi trắng, là một trong những loài vật thông minh nhất thế giới. Và nhờ có sự thông minh đó mà cô nàng trong clip đã tiết kiệm được một khoản tiền không hề nhỏ. Cụ thể, cô gái này đã sơ suất làm rơi một chiếc điện thoại của mình xuống dưới biển. Thế nhưng rất may cho cô nàng là chú cá voi Beluga đã chú ý đến chiếc điện thoại và đã tìm cách để trả lại nó cho cô. Được coi là một trong những quốc gia có chỉ số hạnh phúc rất cao và là nơi cực kỳ đáng để sinh sống. Thế nhưng không phải lúc nào quốc gia Bắc Âu này cũng tuyệt vời như vậy. Một cơn gió ở đây có sức thổi lớn đến nỗi cản được người đi bộ trên đường, khiến họ mất thăng bằng và cực kỳ khó khăn trong việc di chuyển. Nếu như bạn là một người nhẹ cân, thì video này hẳn sẽ khiến bạn suy nghĩ lại về việc chuyển đến Na Uy sinh sống.
Bullseye, hay còn gọi là điểm đen của bia bắn, chính là đích đến tối cao của mọi cung thủ trên thế giới. Đương nhiên, việc đưa mũi tên đến đúng điểm đó là điều mà không phải ai cũng làm được. Thế nhưng mà nhà vô địch Olympics này đã làm được điều này, không chỉ làm được một mà tới tận 3 lần. Từ khoảng cách 70m, nữ cung thủ này đã giành số điểm tối đa với 3 pha bắn trúng tâm đen liên tiếp của mình. Có lẽ các bạn vẫn chưa hết bất ngờ với những khoảnh khắc độc lạ vừa rồi, phải không nào? Đừng quên like, share và subscribe cho kênh, để lại bình luận phía bên dưới về nội dung mà các bạn muốn chúng tôi làm tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.